tình ai bị chôn vùi theo di tích, dùng tương tương khắc họa thành ký ức, từng niềm tư thế kỷ nào mới là khắc cốt ghi tâm. Thật mong khi băng hà lại tái diễn để ôm chặt anh vào lòng của em, nụ cười anh sắp chữa lành hồi sinh cuộc đời của em. Chờ đợi một